Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. Chương 2172 Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đương nhiên muốn tới quan sát thử dũng sĩ ma tộc. Nhìn thấy tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên, Giảng Bắc rất cạn lời. Đại ca, ngươi bắt tù binh đến nghiện rồi, Quảng Đại Ngưu chật chật lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Bắt vài ma tộc về làm sủng vật sao, Lữ Thiếu Khanh muốn nện Quảng Đại Ngưu, ta nhiệt tình hiếu khách, ma tộc đường xa mà đến, thân là nhân tộc, dĩ nhiên phải mời bọn họ ăn bữa cơm. Tuy nhiên người Trung Châu các ngươi cũng rất nhiệt tình, nhiệt tình hơn ta nhiều. Quảng Đại Ngưu rất hài lòng, đúng chứ, người Trung Châu nhiệt tình hiếu khách. Đúng vậy, đã quỳ liếm người ta rồi, ta muốn hỏi, các ngươi học ký hiệp ước nhục nước mất chủ quyền gì vậy, có định đưa đạo lữ lên giường ma tộc không, Quảng Đại Ngưu suýt chút bị sặc chết. Giảng Bắc cũng một mặt bất đắc dĩ. Lời của Lữ Thiếu Khanh mặc dù khó nghe, trên thực tế, biểu hiện của thế lực trung châu đúng là hơi hèn nhát cho dù là giảng gia hắn ta cũng không muốn tiếp tục liều mạng cùng ma tộc giảng bắt chục cái mũ quan lên đầu mị gia đại ca ngươi phải hỏi thử mị gia bọn hắn chỉ thiếu điều gọi ma tộc là chủ nhân ma tộc vì sao cấu kết với ma tộc điểm này trong lòng mọi người biết rõ muốn lợi dụng ma tộc đã kích gia tộc khác muốn trở thành thế lực đệ nhất trung châu mà bọn hắn vẫn hằng theo đuổi sợ cái gì so với kẻ địch nội gian phản đồ những giống loài này mới là kẻ đáng ghét nhất các ngươi có thể liên thủ giết chết bọn hắn giảng bắt cùng quản đại ngưu cười khổ bên trên có suy nghĩ của bên trên bọn hắn chẳng qua chỉ là thế hệ trẻ cho dù là dòng chính thì lời nói cũng chẳng có trọng lượng mấy chủ đề này nói ra cũng không vẻ vang gì giảng bắt nói sang chuyện khác đại ca ngươi bắt bọn hắn lại muốn làm gì ma tộc buồn nôn lại tiếp tục dọa dẫm đòi tiền chuột ca, nói rồi mà. Lữ Thiếu Khanh nói, ta nhiệt tình hiếu khách muốn mời bọn hắn ăn cơm. Để bọn hắn biết, nhân loại cũng không phải đều là kẻ hèn nhát. Mời ăn bữa cơm liền gọi là không phải đồ hèn nhát rồi, giảng bắt cùng quản đại ngu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Vẻ mặt của hai ma tộc tư mã hoài và công trọng bằng thiên vô cùng nghi hoặc nhìn qua những món ngon tỏa đầy mùi thơm trước mặt. Sư phụ thật sự xuống bếp, tư mã hoài hừ một tiếng, nói với Lữ Thiếu Khanh, đừng tưởng như vậy, chúng ta sẽ vi phạm lời thề, nói cho ngươi biết mọi việc. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, khoát khoát tay, yên tâm, không có ý định để các ngươi vi phạm lời thề. Ta đã nói rồi, đơn thuần mời các ngươi ăn bữa cơm, để các ngươi biết ta là người tốt. Người tốt, tất cả mọi người không tin. Quảng đại ngưu càng há to miệng, rất có kích động chửi thề. Tiểu tử ngươi nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, tám món một bát canh, tạo hình đặc biệt, mùi thơm xông vào mũi. Chỉ nhìn bề ngoài và mùi thơm là có thể biết đây là món ăn làm ra từ một đầu bếp có tay nghề đặc biệt. Không có công phu mấy chục trên trăm năm thì không thể làm ra được loại đồ ăn mỹ vị này. Tư Mã Hoài cùng công trọng bằng thiên lần đầu tiên ngửi được mùi thơm như vậy, trên hàng tinh, bọn hắn đều chưa từng ngửi qua mùi vị này. Trong lòng hai người nảy sinh một ý niệm như vậy. Chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Nhưng mà, hai người nhìn thoáng qua chung quanh, tất cả mọi người vây quanh bên cạnh, như xem khỉ vậy. Ngay cả gia các huân cũng giống như vậy. Hai người nhớ mày, bỗng cảm giác sự tình không đơn giản. Sao các ngươi không ăn, ăn rồi? Quảng đại ngu lớn tiếng nói. Hắc hắc. Giảng bắt cười lạnh hai tiếng, tràn đầy chờ mong. Có độc, hay là hạ cổ bên trong, tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên không kìm được suy đoán ánh mắt hai người không kìm được rơi vào da các hung bên cạnh. Da các hung liếc mắt nhìn thấu lo lắng trong lòng bọn hắn, thản nhiên nói, không có độc, yên tâm ăn đi. Được rồi, ta không đói bụng, sẽ không ăn. Tư mã hoài giảo hoạt phát giác ra có gì đó không thích hợp. Cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm vì ham muốn ăn uống. Công trọng bằng thiên cũng cự tuyệt. Lữ thiếu khanh cười lạnh, sư phụ ta xuống bếp, các ngươi không nể mặt mũi đúng không, đừng trách ta không khách khí, lời uy hiếp của Lữ Thiếu Khanh khiến cả hai trong lòng rụt rè. Đặc biệt là công trọng bằng thiên càng thêm muốn bụng mặt. Ngay vào lúc hai người muốn lên tiếng, Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên cũng ngồi xuống cạnh bàn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Tuyên Vân Tâm muốn làm gì, nghĩ quẩn sao, Tuyên Vân Tâm nở nụ cười xinh đẹp, như hoa tươi nở rộ, sáng lạng động lòng người. Ngay cả tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên cũng không kìm được nhìn thêm vài cái. Có thể nếm thử tay nghề tiền bối, ta rất vinh hạnh. Sau khi nói xong, dẫn đầu bắt đầu ăn. Sau khi tuyên vân tâm ăn xong, đám người lại phát hiện sắc mặt tuyên vân tâm không hề thay đổi, ăn một miếng còn ăn thêm miếng thứ hai. Tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên nhìn thấy tuyên vân tâm ăn xong, hai người liếc nhau, cũng động đũa theo. Nhưng đồ ăn mới vừa vào miệng, nhai nuốt hai cái, sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi. Quẹ, hai người không hẹn mà cùng quỳ gối bên cạnh nôn ra một trận loại cảm giác này bọn hắn không cách nào hình dung nổi không phải thối ngược lại còn hơi thơm thơm nhưng bản năng trong cơ thể khiến bọn hắn bài xích giống như bọn hắn ăn vào không phải đồ ăn mà là đồ vật không thuộc về thế giới này vậy cơ thể từ trong ra ngoài đều đang bài xích khiến linh hồn cũng bài xích theo dạ dày trong cơ thể đang ngọ ngoài, để dịch dạ dày của bọn hắn ra không phải độc dược hơn hẳn độc dược hai người nôn khang thân thể đang run rẩy khí tức nhanh chóng quể quải. Vốn đã bị thương còn nôn mửa như vậy, hai người cảm thấy mình giống như sắp chết vậy. Quả nhiên, có độc, hai người nôn đến mức sắp khóc, bên trong bỏ phân sao, không đúng, bên trong bỏ phân cung không lợi hại như vậy. Giảng bắt nhìn hai người tràn đầy đồng tình, thật là đáng thương, đúng vậy. Trong lòng quản đại ngưu thông cảm, trên mặt mang theo cảm xúc nghĩ thôi đã thấy sợ, mỹ vị này không phải người bình thường có thể ăn được. Gia các hung thân là ma tộc lại cười. Dễ chịu, tất cả mọi người đều gặp cảnh ngộ giống nhau, sau này quay về cũng không sợ bị người ta treo chọc. Đám người đồng tình nhìn Tư Mã Hoài và công trọng bằng thiên một hồi mới đột nhiên nhớ lại, bên cạnh còn có một người trên bàn. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Tuyên Vân Tâm. Mặc dù sắc mặt Tuyên Vân Tâm trắng bệch nhưng nàng ta đã thật sự nuốt xuống. Dũng sĩ, giảng bắt cùng quảng đại ngu liếc nhau, cảm thấy bội phục đây là thứ con người có thể ăn được sao, vì sao nàng ta lại nghĩ quẩn vậy, hai người xích lại gần nhau, lầm bầm, vải, vân tâm muội muội làm gì vậy, nàng khóc rồi, trong nháy mắt tuyên vân tâm nuốt đồ ăn xuống, nàng ta cũng buồn nôn. Trong dạ dày dời sông lớp biển, dịch đắng trong nháy mắt sọc tới. Bản năng bài xích của cơ thể khiến nàng ta vô cùng khó chịu. Nhưng, trong đầu của nàng ta xoay đi xoay lại chỉ có một câu. Hạ ngữ sư tỷ ăn rồi và đã nói ăn ngon, hạ ngữ đã ăn được ta cũng có thể ăn được sau khi tuyên vân tâm tùy tiện nhai mấy cái rồi nuốt xuống nàng nghiến chặt răng không để mình nôn ra miếng thứ nhất vào trong bụng trong bụng dời sông lấp biển dạ dày giống như đang run rẩy miếng thứ hai vào trong bụng ngay cả linh hồn cũng muốn trốn ra ngoài sắc mặt tuyên vân tâm càng thêm tái nhợt cảm giác khó mà chịu đựng được nhưng khi miếng thứ ba vào bụng tuyên vân tâm lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút hình như cũng không đến mức khó ăn như vậy có một loại hương vị đặc biệt quanh quẩn trong miệng đắng chát nhưng cũng có chút ngọt ngọt tiền bối làm cũng không đến mức khó ăn quá trong lòng tuyên vân tâm đột nhiên nảy sinh một ý niệm như vậy cũng đúng tiền bối là người hiền lành đối xử mọi người bình thản hữu lễ dạng người như vậy cho dù tùy tiện làm ra đồ ăn cũng không thể nào quá mức tồi tệ đó là đừng nói chi tiền bối đã tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn này đều là tất cả tâm huyết của tiền bối mình chỉ thấy được mặt ngoài không thấy được hàm nghĩa phía sau nghĩ như thế tuyên vân tâm lập tức cảm thấy đồ ăn thiều thừa không còn khó ăn như vậy ngược lại bắt đầu có cảm giác đồ ăn rất ngon kết quả là mỗi lần ăn một miếng nàng ta đều tinh tế cảm nhận một phen sau khi cảm nhận được hàm nghĩa đằng sau món ăn cảm nhận được hương vị thật sự của chúng nàng ta dường như cảm nhận được sự quan tâm của người làm sư phụ thiều thừa này đối với các đồ đệ cố gắng nâng cao tài nghệ nấu nướng của mình cũng muốn cho các đồ đệ được ăn những món ăn ấm áp là tình yêu của sư phụ đối với đồ đệ đây là một người cha muốn cho các con cảm giác gia đình tuyên vân tâm chưa từng nhìn thấy cha mẹ của mình được sư phụ thu dưỡng cũng bị xem như công cụ nàng ta chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình càng thêm chưa từng được cảm nhận tình thương của cha lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này tuyên vân tâm lệ rơi đầy mặt đồng thời nàng ta cảm thấy đồ ăn của thiều thừa càng ngày càng ngon càng ăn càng nhiều đồng thời trái tim kia càng thêm yên ổn ảng tâm quản đại ngưu thấp giọng nói vải thật đáng sợ ăn vào chết lặng hóa ra là kinh khủng như thế đã nôn không ra cũng khóc không được chỉ có thể yên lặng rơi lệ thiều thừa bên cạnh đã muốn tìm kẻ đất chui vào ông thật sự không có thiên phú về trù nghệ sao có kém đến mấy cũng không thể khiến người ta ăn vào thành ra như vậy chứ ông đã dốc toàn bộ tình cảm của mình vào, vì sao vẫn khó ăn như vậy? Lữ thiếu khanh an ủi thiều thừa, sư phụ không sao, cố gắng cải tiến. Nơi này không phải còn có người sao? Tiếp tục để bọn hắn nếm thử, tin chắc người nhất định có thể làm ra mỹ vị khiến tất cả mọi người tán thưởng. Tiêu y cũng đi chửi quảng đại ngu, tên mập chết bầm, ngươi không ăn, ngươi ở đây nói cái gì? Sao ngươi không nghĩ rằng vân tâm tỷ tỷ ăn ngon quá nên cảm động đến mức rơi lệ chứ? đương nhiên lời này ngay cả chính tiêu y cũng không tin. Nhưng mà sư phụ của mình đang đau lòng. Người khác không được phép chất vấn sư phụ. Quảng đại ngưu không phục, cảm thấy đúng là câu chuyện cười. Thôi đi, cảm động, nói đùa. Thiệu thừa tiền bối là người tốt, nhưng tay nghề của ông thật sự là không dám lấy lòng mà. Tiểu nha đầu, kiến thức ngắn, đúng là tín nhiệm sư phụ mù quáng. Tại sao ngươi không nói nàng ăn vào có thể đột phá luôn đi, nhưng mà quản đại ngưu vừa mới nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cổ ba động, đám người lần theo ba động nhìn lại kinh ngạc, rõ ràng là từ trên thân tuyên vân tâm truyền đến, khí tức lăn lộn, cả người trở nên mờ mịt xuất trần, linh lực chung quanh tụ đến, bóng dáng tuyên vân tâm như muốn rời khỏi thế giới này, bầu trời trên đỉnh đầu bắt đầu mây đen tụ tập, không khí chung quanh dần dần trở nên túc xác. quản đại ngưu mắt trợn tròn, không thể nào giảng bắt bên cạnh bước ra một bước, nói với quảng đại ngưu ngươi quả nhiên là miệng quả đen. Ta không phải, ta không có. Quảng đại ngưu cảm thấy mình rất quan ủng, cái này, tuyệt đối là trùng hợp. Tuyên vân tâm tỉnh táo lại, phát giác được mình sắp đột phá, nàng ta đứng lên hành lễ với thiều thừa, cảm tạ tiền bối, một bữa cơm khiến nàng ta bước ra một bước cuối cùng của hóa thần kỳ. Nàng ta nhìn lữ thiếu khanh một chút, sau đó phóng lên tận trời rời khỏi nơi này tìm chỗ để độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bả vai thiều thừa. Sư phụ, nhìn đi, đây chính là tay nghề của ngươi, có thể khiến người ta đột phá. Thiều thừa cũng bán tính bán nghi, chẳng lẽ thủ nghệ của mình đã thật sự trở nên tốt hơn, quả nhiên, nếm nhiều thêm một chút cũng không tệ. Ông vui vẻ nói, được, ta sẽ tiếp tục rèn luyện thủ nghệ của ta. Đối tượng, dĩ nhiên là hai ma tộc vẫn còn đang quỳ trên mặt đất nô mửa. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngu liếc nhau, sau đó lại nhìn chầm chầm đồ ăn trên mặt bàn. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống. Tuyên vân tâm có thể ăn đột phá, bọn hắn hẳn là cũng được thôi. Tuy nhiên rất nhanh, âm thanh nôn khang tuần tự vang lên. Hai người rất nhanh chóng quỳ xuống. Nhị sư huynh, có cần đi xem thử không? Lữ thiếu khanh lắc đầu, kiên quyết nói, không đi. Chủ yếu là trên trời sét đánh, hắn trên mặt đất dễ dàng bị liên lụy lắm. Vì an toàn, vẫn nên lưu lại nơi này, đừng đi tham gia náo nhiệt. Muội muốn đi thì cứ đi đi, ta phải ở đây trong chừng những tù binh này. Tiêu y không lay chuyển được, cuối cùng mang theo tiểu hắc cùng giảng bắc và quảng đại ngưu đã nôn mửa xong đi quan sát. Thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện to lớn rơi xuống. Nhìn tuyên vân tâm tắm rửa trong thiên lôi, tiêu y nói thầm, đây mới là thiên kiếp bình thường. Không nói gì khác, ít nhất thời gian đủ dài. Thời gian kiếp lôi rơi xuống đủ dài, không giống như kế ngôn trước đó vô cùng tấp nập nhanh chóng. Được chứng kiến kế ngôn độ kiếp giảng bắt cùng quảng đại ngưu cũng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là người bình thường độ kiếp. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh đã đi tới đạo thứ bảy. Đạo kiếp lôi thứ bảy rơi xuống, tuyên vân tâm sông lên trời, nương theo đạo linh phù trong tay vượt qua đạo thiên kiếp thứ bảy. Nhưng, lúc này nàng ta cảm thấy dường như đã đến cực hạn, linh phù cấp 7 trong tay vỡ nát, nàng ta cũng bị kiếp lôi đánh vào trong lòng đất. Ai nha, vân tâm tỷ tỷ chống đỡ không nổi nữa sao, làm sao bây giờ, quảng đại ngưu ở bên cạnh chen vào nói, không phải chứ, báo tên nhị sư huynh ngươi ra xem có được không, ngươi báo thử xem, báo tên lữ thiếu khanh, có tác dụng không. Cho dù là giảng bắt hay quảng đại ngưu, thậm chí là tiêu y cũng không biết. Nhưng bây giờ tuyên vân tâm đã đến cực hạn người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tuyên vân tâm tuyệt đối không chống đỡ được đạo kiếp lôi thứ tám trước mắt lữ thiếu khanh không ở nơi này tiêu y lúc này hô to với trời cao thiên kiếp cho chút mặt mũi đi nhị sư huynh ta là lữ thiếu khanh vân tâm tỷ tỷ là bằng hữu của huynh ấy âm thanh cuồn cuộn tuyên vân tâm phía xa xa cũng nghe thấy nàng ta lộ ra nụ cười khổ nàng ta đã đến cực hạn đạo thiên kiếp thứ tám nàng ta không có lòng tin vượt qua có lẽ cứ như vậy đi. Sớm biết nên chuẩn bị cẩn thận một phen mới độ kiếp. Gấp gáp quá. Mình quá nóng lòng. Tuyên vân tâm kiểm điểm trong lòng, đồng thời đã dần dần mất đi đấu chí. Nàng ta ngẩng đầu, nhìn kiếp vân trên trời. Nhưng cho dù là như vậy, nàng ta cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Nhân lúc còn có chút thời gian, tuyên vân tâm vội và ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa ngồi đã là một ngày. Tuyên Vân Tâm cũng cảm thấy không được bình thường. Nàng ta dừng ngồi, ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân trên bầu trời. Kiếp Vân xoay quanh, chậm rãi chuyển động, thiểm điện lấp lóe trong mây, tản mát ra áp lực nặng nề nhưng chậm chạp không rơi xuống Kiếp Lôi bá đạo. Dựa theo tần suất Kiếp Lôi rơi xuống trước đó thì đã sớm rơi xuống đạo Kiếp Lôi thứ 8 mới đúng. Tới hiện tại, đạo Kiếp Lôi thứ 8 hoàn toàn không thấy tâm hơi. Không thể nào, Tuyên Vân Tâm trong lòng ngạc nhiên. Giảng Bắc và Quảng Đại Ngưu xa xa cũng ôm đầu cảm thấy khó có thể tin được. Giả A, à, nằm mơ à, hai người tự lẩm bẩm, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Tiêu Y cười, hắc hắc, quả nhiên vẫn là tên tuổi nhị sư huynh dùng rất tốt. Tuy nhiên chuyện gì có dính đến nhị sư huynh cũng đều trở nên không bình thường. Tiêu Y nói với Tuyên Vân Tâm ở xa xa, Vân Tâm tỉ tỉ, tranh thủ thời gian chữa thương, đừng bỏ qua cơ hội. Tuyên Vân Tâm nghe vậy, cũng đè kinh ngạc trong lòng xuống, vội vàng ngồi xuống chữa thương. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc. Tuyên Vân Tâm đã chữa thương một ngày một đêm. Tuy nói không thể lập tức khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục không ít. Lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu tốc độ lăn lộn bắt đầu trở nên nhanh hơn, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn. Tuyên Vân Tâm đứng lên, trong tay cầm vài tấm linh phù, nàng ta có thể ứng phó đạo kiếp lôi thứ 8. ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống, Tuyên vân tâm mặc dù ngăn cản tương đối vất vả, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Cuối cùng, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống, mặc dù có một ít khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng tuyên vân tâm cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tuyên vân tâm độ kiếp kết thúc, bước vào luyện hư kỳ. Giảng bắt cùng quảng đại ngu nhìn kiếp lôi trên trời dần dần tán đi, biểu cảm của hai người đến bây giờ vẫn là cực kỳ chấn động. Đại ca, quá mạnh, tên kia, rất cổ quái chỉ dựa vào một cái tên đã có thể khiến thiên kiếp nể tình, cho đủ thời gian nghỉ ngơi. Thử hỏi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, thiên hạ này còn có ai làm được? Ầm ầm, đột nhiên, kiếp vân tán đi phát ra một tiếng vang động trời, tiếng sấm to lớn vang lên, một tia chớp màu bạc từ trong kiếp vân hiện ra, xẹt qua bầu trời, tan biến ở chân trời. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù kỳ quái, nhưng ba người Tiêu Y không truy đến cùng. Thiên kiếp ấy à, có quan hệ với Lữ Thiếu Khanh có chút không bình thường mới là cực kỳ bình thường. Chỉ có quản đại ngu nói thầm một tiếng, tốt nhất đi bổ tên kia một cái đi. Bên lữ thiếu khanh, nhân lúc có thời gian liền đi về chỗ ở của mình trước đó, khởi động trận pháp, sau đó tiến vào trong thời quan ốc. Trữ vật giới chỉ bây giờ đã hơn 3 năm rồi, vết nứt vẫn còn đó, rất lâu rồi chưa chữa trị được. Sau khi lữ thiếu khanh đi vào, nhìn quan tài, linh bài chỉ mới khôi phục được một chút xíu ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vẫn là Trung Châu này khắp nơi đều là hoàng kim trải đầy đất, không đến Trung Châu này có trời mới biết tới khi nào mới tích góp đủ vài trăm triệu linh thạch. Trong tay Lữ Thiếu Khanh đã có hơn 860 triệu viên linh thạch. Trong đó, chỗ một vĩnh là 600 triệu tiền chuột, trong trữ vật giới chỉ của khấu bọn hắn cũng hơn 100 triệu lại thêm linh thạch của Tư Mã Hoài và công trọng bằng thiên gần đây. Tính ra, cũng chưa đến 900 triệu. Ai dùng bạo lực phá giải là biết trước phải chịu lỗ lớn rồi. Nhưng cũng được, không bỏ vốn thành ra lời. Hắc hắc. Có linh thạch, tiểu đệ tử quỷ có thể rất nhanh sinh long hoặc hổ, tâm tình lữ thiếu khanh cũng tốt đẹp. Nện bước chân của nhà giàu mới nổi, giống như con vịt từng bước từng bước đi đến trước mặt quan tài, gõ gõ quan tài, tử quỷ, rời giường. 400 triệu linh thạch, có lẽ đủ. Nói đến đây, lữ thiếu khanh dùng sức vỗ quan tài một cái, đừng ăn nhiều quá. Tiếp đến Lữ Thiếu Khanh bỏ linh thạch vào trong lư hương. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Mắt thấy không có dấu hiệu dừng lại, mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Má, chớ quá đáng, Lữ Thiếu Khanh không trả lời, quan mang linh thạch vẫn lấp lóe, sau đó biến mất, năng lượng tinh thuần bị thôn phệ. Rất nhanh, 400 triệu linh thạch liền bị thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch, không thể nào, vẫn chưa hồi phục. Trước đó tính toán khoảng hơn 400 triệu viên linh thạch có thể chữa trị xem ra là tính toán sai lầm rồi. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến muốn khóc, quá đáng, đừng tưởng là linh thạch dễ kiếm. Thông cảm một chút cho người làm thuê cực khổ như ta được không hả, lư hương không lớn, lại giống như cái động không đáy thôn phệ linh thạch. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy còn muốn tự nhảy vào. Cuối cùng lại bỏ thêm 170 triệu linh thạch, Lư Hương mới dừng thôn phệ, quan mang chung quanh hoàn toàn khôi phục thậm chí còn lóa mắt hơn vài phần. Trung quanh lại một lần nữa tràn ngập mây mù linh khí dày đặc, đỉnh đầu đầy sao lập lòe, trăng sao cùng sáng. Sâu trong tinh không xa xôi, hình dáng một phần minh nguyệt càng thêm chân thực giống như có thể tản mát ra ánh trăng yếu ớt. Tinh không trên đỉnh đầu trông rất đẹp mắt. Lữ thiếu khanh không hề có chút tâm trạng để thưởng thức. Cộng thêm lần đầu tiên, trước sau hắn đã bỏ vào tổng cộng 690 triệu viên linh thạch trong tay có 800 triệu linh thạch, giờ chỉ còn lại khoảng 290 triệu, còn chưa được tới 300 triệu. Không phải người, ngươi không phải người. Lữ thiếu khanh che ngực, cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngươi coi linh thạch là đồ ăn, ngươi còn là người sao, ngươi đi ra cho ta, ta phải đánh chết tử quỷ ngươi. Lữ thiếu khanh vỗ quan tài, trống giận, muốn tính sổ với tiểu đệ tử quỷ một trận. Con mẹ nó ta kiếm được chút linh thạch dễ dàng lắm sao, ta chỉ muốn được nằm trên linh thạch ngủ một giấc thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy, há miệng ra là ăn, ngươi coi đó là đồ ăn và cà, ra đây, hôm nay ta nhất định phải dạy bảo ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét hồi lâu, cũng không thấy tiểu đệ tử quỷ có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất, ai quán nói, tốt xấu gì ngươi cũng phải chích lên một tiếng chứ, hay là như thế nào, ngươi muốn linh thạch thì thương lượng với ta một chút có được không, vì sao lần này lại cần nhiều như vậy, nghĩ đến nhiều linh thạch mình còn chưa kịp ôm ấm đã không còn nữa, lửa thiếu khanh liền nước mắt rưng rưng. Một lát sau, một đạo thần niệm truyền đến. Thu chút lợi tức, thu chút lợi tức, lửa thiếu khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó một lần nữa giận dữ. Như một quả bom bị châm lửa, nổ tung. Ta nợ ngươi cái tào tháo gì? Lữ thiếu khanh từ dưới đất nhảy cẩn lên, lửa giận trong cơ thể khiến hắn ta cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào chết lữ thiếu khanh một lần nữa gào thét với quan tài thu chút lợi tức ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi từng thương lượng với ta chưa lãi suất bao nhiêu thời gian bao lâu ngươi có nói với ta sao ta 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 mẹ nó chửi chết ngươi nước bọt bay tán loạn như mưa rơi rơi lên quan tài dưới ánh sao chiếu rọi sáng lóng lánh nghe ngữ khí của tiểu đệ tử quỷ giống như hắn đang thiếu nợ nó vậy vất vả kiếm linh thạch trả cho nó còn phải trả nó lợi tức mặc dù sự thật là tiểu đệ tử quỷ đã giúp đỡ hắn nhưng nghĩ lại vẫn thấy khó chịu hắn thế mà còn phải bị người ta thu lợi tức còn có thiên lý sao càng đáng ghét thêm là thu phí không hợp lý không trong sáng muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu lãi suất bao nhiêu nợ gốc bao nhiêu lợi tức bao nhiêu cũng không nói cho hắn biết rõ ràng hành vi bá đạo trần trụi lữ thiếu khanh nghĩ tới là tức giận tức giận đến toàn thân phát run Lữ Thiếu Khanh cầm linh bài tới, không nói hai lời viết lên trên đó bốn chữ tiểu đệ tử quỷ. Tuy nhiên linh bài lóe sáng, dù rót linh lực vào chữ cũng không thể nào lưu lại trên đó trong chốc lát. Ngươi làm phản rồi, Lữ Thiếu Khanh gầm thét, không tin tà, một lần nữa viết lên trên đó vương bát đảng, nhưng cho dù Lữ Thiếu Khanh viết cái gì cũng không thể lưu được chút vết tích trên đó. Việc này chọc Lữ Thiếu Khanh tức đến mức muốn đập linh bài. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cách như vậy không được liền dứt khoát đổi sang cách khác cầm linh bài trong tay, gõ lên quan tài gầm thét, cho ta một câu trả lời, nếu không, ta ném linh bài vào trong hầm cầu, không có câu trả lời. Lữ thiếu khanh càng tức giận, ngươi cho rằng ngươi trốn làm rùa đen rụt đầu thì ta không làm gì được ngươi à, chắc. Lữ thiếu khanh vứt linh bài trên mặt đất, vừa định đặt mông ngồi xuống thì cuối cùng tiểu đệ tử quỷ cũng có phản ứng. Ngươi muốn cái gì, trong thần niệm mang theo một tia bất đắc dĩ. Lữ thiếu khanh nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoài mặt lại mặt lạnh, nói, sau này nghe lời ta, ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch ngươi ăn bấy nhiêu linh thạch. Trầm mặt một hồi, thần niệm truyền đến, không được, hạ giá cho ta, một tháng một vạn viên linh thạch, giá của thời quan ốc quá mắc, một tháng hai mươi vạn viên linh thạch, hơn nữa còn phải song phi, một trăm năm tức là bốn trăm triệu. Có con heo nào chịu được đau mổ heo như vậy chứ, lại là trầm mặt một hồi, tiểu đệ tử quỷ mới mở miệng, không giảm giá được, vải, không giảm giá được. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi coi ta là kẻ ngu à, làm bộ lại định ngồi xuống. Tiểu đệ tử quỷ phải giải thích một chút, thực lực của ngươi tăng lên, linh lực cần có cũng khổng lồ hơn. 20 vạn viên linh thạch đổi thời gian một tháng, đặt ở đâu cũng là một dĩa bánh cực lớn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hài lòng, tiết kiệm mới là kế lâu dài, giờ giá đã cao như vậy sau này biết phải làm sao, đến hợp thể kỳ không phải là nó sẽ đòi 100 vạn viên linh thạch cà, thật sự coi linh thạch là đồ ăn vặt à, 10 vạn một tháng. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa đưa ra điều kiện của mình, mãi mãi giữ cái giá này, không được. Tiểu đệ tử quỷ dứt khoát từ chối. Ta thấy ngươi không có chút thành ý nào. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ, đặt mông ngồi xuống. Thời khắc mấu chốt, giọng nói tiểu đệ tử quỷ kịp thời vang lên, một tháng 10 vạn, có thể cho ngươi 100 năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, lấy một tư thế đi ị nhìn trầm trầm quan tài. Ngươi nói thật chứ? Nhưng chỉ sử dụng một lần duy nhất là hết. 100 năm, cũng tức là 120 triệu. Cho dù Song Phi cũng 240 triệu. Cái giá này 100 năm, có lời. Lữ Thiếu Khanh còn tiếp tục tranh thủ thêm mấy phần, 100 năm, theo giai đoạn đi. Tu luyện 100 năm, hơi dài, hắn chưa từng thử bao giờ. Không đồng ý thì thôi. Tiểu đệ tử Quỷ thái độ kiên quyết, ngươi có thể thử ngồi xem cái khác thì sao không tặng thêm vài môn công pháp gì à cúc tiểu đệ tử quỷ không chịu nổi một cổ sức mạnh vọt đến lữ thiếu khanh bị đá ra ai được rồi lữ thiếu khanh đứng lên phủi mông một cái cứ như vậy đi coi như ngươi biết làm ăn không bắt ta cúi đầu thì đá ta ra ngoài ta không hủy giường của ngươi họ ta viết ngược đấy tuy không còn mấy trăm triệu linh thạch nhưng cũng tranh thủ được một trăm năm giá ưu đãi tính ra cũng coi như tiết kiệm được khoảng hai trăm triệu trong lòng ít nhiều cũng dễ chịu hơn một chút tuy nhiên ai lữ thiếu khanh yếu ớt thở dài phân khó ăn linh thạch khó kiếm lắc đầu một cái thoáng hiện đi ra phía ngoài tiêu y bọn hắn vẫn chưa về lữ thiếu khanh cũng vui vẻ hưởng thụ thanh tĩnh một lần nữa nằm trên thân cây nhưng cho dù như vậy lữ thiếu khanh cũng không có quá nhiều thời gian thanh tịnh ngày thứ hai gia các huân liền cùng tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên đã tới tìm lữ thiếu khanh a à, hai người các ngươi khôi phục nhanh như vậy sao lữ thiếu khanh không kìm được tán thưởng thể chất ma tộc quả thật không tệ tốt hơn nhân tộc rất nhiều sắc mặt hai người tư mã hoài và công trọng bằng thiên muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi rốt cuộc ngươi muốn thế nào xem lời các ngươi nói này lữ thiếu khanh ngồi trên chặt cây ở trên cao nhìn xuống cười hiếp mắt nói cái gì mà ta muốn thế nào, nên nói là một vĩnh muốn thế nào. Lữ Thiếu Khanh nói với ba người gia các huân, các ngươi tốt xấu gì cũng là người của gia tộc ẩn thế người, vì cộng lông già mà phải làm chó cho một vĩnh chứ, không phải nói gia tộc ẩn thế không sợ thánh địa sao, công trọng bằng thiên lạnh lùng nói, gia tộc ẩn thế chúng ta làm thế nào, không tới phi ngươi đến chỉ rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy cũng đúng, các ngươi muốn đi làm chó cho thánh địa đó là chuyện của các ngươi. Đáng chết! trong lòng ba người gia các hung đại hận, hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Gia các hung lạnh lùng mở miệng, người muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta, đây là mục đích ba người tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bắt bọn hắn làm tù binh ở đâu còn nhiệt tình mời bọn hắn ăn cơm. Hắn không muốn giết bọn hắn, cho nên ba người liền dự định tìm đến Lữ Thiếu Khanh đàm phán, xem thử có thể khiến Lữ Thiếu Khanh thả bọn hắn đi không. Nói rồi đấy, bảo một vĩnh cầm linh thạch đến đây chuột người. Lữ Thiếu Khanh vừa nghĩ đến số linh thạch lớn mình vừa mới xài cách đây không lâu, đau lòng kịch liệt, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn nhiều. Các ngươi mỗi người một tỷ viên linh thạch, thiếu nửa viên cũng không được. Không nói cái này còn đỡ, nhắc đến chuyện này tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên liền muốn thổ huyết. Trả trữ vật giới chỉ lại cho chúng ta, công trọng bằng thiên gầm thét. Tư mã hoài cũng nghiến răng nghiến lợi. Hai người hiện tại đã nghèo rất mồng tơi, toàn bộ gia sản đều đã bị lữ thiếu khanh cầm đi kêu la cái gì lữ thiếu khanh càng thêm lớn tiếng hết ngược lại đó là đồ của ta đồ của ngươi vì sao lại có tên nhân loại đáng ghét đáng chết như vậy chứ tư mã hoài và công trọng bằng thiên tức giận đến mức toàn thân phát run đáng đáng chết ta ta nhất định sẽ giết ngươi chắc một bàn tay của lữ thiếu khanh tác tới công trọng bằng thiên bị tắt bay mấy chục mét đừng uy hiếp ta ta không muốn nói tạm biệt một tỷ linh thạch của mình cút qua một bên đừng đến phiền ta, sau khi nói xong, lại một cái tác, cũng tác bay tư mã hoài sang một bên. Sau đó ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân. Gia Cát Huân trong nháy mắt căng thẳng, như một chú mèo căng thẳng. Ngươi dám, Lữ Thiếu Khanh cười khoát khoát tay, chớ hoảng sợ, ta là thân sĩ, không đánh nữ nhân. Gia Cát Huân cũng không tin. Thân sĩ, rõ ràng là một tên khốn kiếp. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta, gia cát huân hỏi lần nữa câu trả lời của lữ thiếu khanh vẫn là nói rồi bảo một vĩnh cầm linh thạch đến chục người nếu hắn không đến thì sao gia cát huân sắc mặt âm trầm hắn không đến ta thê thảm rồi lữ thiếu khanh có chút đau đầu ta phải lo chuyện ăn ở của các ngươi cho nên đừng nên làm chó cho người ta gia cát huân tức giận tới mức cắn răng một trăm triệu linh thạch thả ta không lữ thiếu khanh lắc đầu một tỷ ngươi có sao liếc trữ vật giới chỉ của gia các huân một cái trong lòng tự hỏi có nên cướp nó không lỡ như thật sự có một tỷ đến lúc đó làm thế nào hơn nữa ta chỉ cần linh thạch không cần cái khác một tỷ linh thạch gia các huân đương nhiên không có gia các huân giọng căm hận nói ngươi không sợ gia tộc ẩn thế ta sao cắt các... lữ thiếu khanh như nghe phải câu chuyện cười lớn còn nổ à gia tộc ẩn thế các ngươi lớn mấy cũng chỉ có ba con mèo con các ngươi tới có thể ngầu tới chừng nào chứ ngươi tới đây là để kể chuyện cười cho ta nghe à ừm buồn cười ha ha lữ thiếu khanh cười qua loa dáng vẻ như đang dỗ trẻ con khiến gia các huân muốn leo lên cắn chết lữ thiếu khanh khốn kiếp tên khốn trời đánh cùng với phẫn nộ gia các huân cũng hiểu ra lữ thiếu khanh sẽ không dễ dàng buông tha cho mình gia tộc ẩn thế gì đó căn bản không thể hù dọa được lữ thiếu khanh tranh đấu giữa lữ thiếu khanh cùng một vĩnh còn lâu mới kết thúc mình đường đường là dòng chính của gia tộc ẩn thế lại trở thành quân cờ để bọn hắn đấu pháp nghĩ đến đây trong lòng gia các huân bực bội đến chết giọng tâm hận nói ngươi làm loại chuyện này không sợ bị sét đánh lữ thiếu khanh cười ha ha sét đánh ngươi không biết thiên đạo là ca ta sao ta là đệ đệ của thiên đạo thiên đạo quan tâm đến ta nhất vừa dứt lời nơi xa ầm ầm một tiếng một đạo thiểm điện lăng không mà tới. Xì xì. Trung quanh toát ra vô số dòng điện nhỏ bé, trong không khí tràn ngập khí tức lôi điện. Gia Cát Huân cảm thấy lông tóc trên người mình hơi bay lên, thậm chí có dòng điện yếu ớt xẹt qua, có một cổ cảm giác tê dại. Tốc độ thiểm điện cực nhanh, không để Lữ Thiếu Khanh có chút phản ứng đã trực tiếp đánh thẳng lên đầu Lữ Thiếu Khanh. Cắt, xoạt, cây dưới mông Lữ Thiếu Khanh cũng bị tác động đến, trong tiếng thiểm điện lốc bốt hóa thành mảnh vụn. Quái, Lữ Thiếu Khanh cũng quát to một tiếng, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Thiểm điện đột nhiên rơi xuống khiến da các hung vật nảy mình. Trong nháy mắt thiểm điện rơi xuống đó, thậm chí nàng ta đã ngửi được khí tức tử vong. Tuy nhiên quá thiểm điện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như chỉ tới để bổ Lữ Thiếu Khanh. Gia các hung sau khi lấy lại tinh thần, nhìn Lữ Thiếu Khanh nằm thẳng tắp dưới đất. Lữ Thiếu Khanh nằm dưới đất, trên người toát ra khói đen nhàn nhạt, tóc uốn cong, phát ra mùi khét cơ thể còn thỉnh thoảng giật giật hai cái. Gia Cát Huân nhìn thấy trong lòng thư thái vui vẻ. Đáng đời. Còn đệ đệ thiên đạo, nổ đi, tiếp tục nổ đi, là màu bị sét đánh, câu này cuối cùng ta đã hiểu ra rồi. Quả nhiên, đối với thiên đạo, trong lòng phải biết kính sợ. Hừ, sao không đánh chết tên tiểu tử khốn kiếp này đi, lửa thiếu khanh hàng học nhìn lên bầu trời, chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng. Mẹ nó, giờ ngay cả nói cũng không được nữa à, lữ thiếu khanh mang theo cái đầu nổ tung bò dậy, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Khốn kiếp, ta treo chọc ngươi sao, bổ ta, ngươi bổ nhầm người à, bên cạnh có một cô nương lớn như vậy ngươi không nhìn thấy sao, lữ thiếu khanh tức giận, hắn treo chọc gì ai chứ, đứng nhìn người khác độ kiếp, hắn bị đánh. Giờ hắn không đi xem, cũng bị đánh. Có còn thiên lý nữa không, ha ha. Gia các Huân cười rất vui vẻ, đệ đệ của thiên đạo xem ra thiên đạo thật sự là rất chiếu cố ngươi. Cô nương thối, đừng ép ta cắn ngươi. Mấy ngày sau, tiêu y bọn hắn trở về. Vừa về đến, tiêu y liền phát hiện lữ thiếu khanh chạy tới trên một thân cây khác. Cây đại thụ trước đó đã biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí còn lưu lại mùi khét. Nhị sư huynh, huynh chạy tới nơi này làm gì, cốc cây trước đó đâu. Nhìn có vẻ bị đánh rồi lữ thiếu khanh sắc mặt khó chịu quát to một tiếng muội còn léo nhéo một câu ta thu thập muội cơn giận này không giống giả vờ tiêu y ruột cổ một cái vội vàng chạy xa một chút kỳ quái xảy ra chuyện gì tiêu y định đi hỏi thử sư phụ tuy nhiên gia các huân đã sớm xuất hiện rất vui vẻ nói cho mọi người nói hắn bị sét đánh bị sét đánh đám người ngạc nhiên tiêu y kinh hãi lập tức hiểu ra không phải chứ nhị sư huynh liên kiếp của vân tâm tỷ tỷ cũng tới bổ huynh rồi, ừm, hừ. Lữ thiếu khanh nhìn qua tiêu y, lại nhìn tuyên vân tâm. Cô nàng, ngươi đã làm chuyện gì khiến trời oán người trách, làm cho ta cũng bị đánh theo vậy, khóe miệng tuyên vân tâm giật giật một chút, cuối cùng vẫn không kìm được lộ ra nụ cười. Tiến vào luyện hư kỳ tâm tình nàng ta thật sự tốt. Đối với Lữ Thiếu Khanh cũng tràn ngập cảm kích. Vừa vào một cái tên đã có thể giúp nàng ta có thêm thời gian nghỉ ngơi, có thể vượt qua thiên kiếp nhưng cũng không thể nào ngờ được rằng lữ thiếu khanh ở xa ngoài vạn dặm sẽ bị sét đánh hẳn là đây chính là cái giá lớn mà lữ thiếu khanh phải bỏ ra cười ngươi còn cười lữ thiếu khanh giận rồi người này không có lương tâm ngươi tranh thủ thời gian đền bù ta mấy trăm triệu linh thạch đi tuyên vân tâm quay đầu đi nói với tiêu y chỗ của muội ở đâu ta có thể đến chỗ muội bế quan được không lữ thiếu khanh phản đối không được, phản rồi, thật sự coi nơi này là nhà của ngươi sao, tiêu y cười hắc hắc, ôm tay tuyên vân tâm, được, đợi một lát ta dẫn tỷ đi. Tiêu y bên này còn rất hiếu kỳ, nhị sư huynh, vì sao cách xa như vậy mà huynh cũng bị đánh. Lữ thiếu khanh cũng rất bất đắc dĩ, ai biết, ta mẹ nó treo chọc người nào, các ngươi rốt cuộc đã làm gì, tiêu y nói, không có, muội chỉ nhắc tên của huynh để thiên kiếp nể mặt một chút. Nhưng mà nhị sư huynh, Nói tên của huynh ra thật sự là có tác dụng, cho Vân Tâm tỷ tỷ không ít thời gian đâu." Lữ Thiếu Khanh tức giận, "Đáng ghét, ai bảo muội tùy tiện nhắc tới tên của ta, ta phải thu thập muội, chẳng trách mà. Hóa ra là báo tên ta ra, ta nhận thay người ta." Tiêu Y vội vàng thề lưỡi, "Không liên quan đến chuyện này chứ, lúc ấy quản mập còn nói tốt nhất bổ huynh ấy." "Phá án được rồi." Lữ Thiếu Khanh lập tức đằng đằng sát khí nhìn về phía quản đại ngưu. Quảng đại ngưu giật mình, vẻ mặt này của Lữ Thiếu Khanh, hắn ta quen lắm, không nói hai lời, thân ảnh bùng lên, lập tức muốn trốn đi. Lữ Thiếu Khanh đã như diều hâu săn mồi, mảnh hổ hạ sơn đánh về phía Quảng đại ngưu. Đáng ghét, Quảng đại ngưu cảm nhận được áp lực phía sau, cầm thét một tiếng, quá đáng rồi, Quảng đại ngưu muốn phản kháng, nhưng mà thực lực của hắn ta trước mặt Lữ Thiếu Khanh không đáng chú ý, hơn nữa hắn ta phản kháng còn khiến Lữ Thiếu Khanh ra đòn mạnh hơn một cước hung hăng đạp bay hắn ta vài dặm, sau đó nhào tới đè hắn ta xuống đất, đánh đập. Ta đã nói mà, sao ta ở đây mà còn bị sét đánh? Hóa ra là cái miệng quả đen ngươi đang nói hưu nói vượng, ta trêu chọc gì ngươi rồi, đến đây, đến đây, ta sẽ giúp cái miệng quả đen ngươi, để tránh ngươi gây tai họa cho thương sinh thiên hạ. Đau không? Đau là được rồi, ta cũng rất đau, quả đấm của ta đau chết. Ôi, ngươi nhẹ một chút, thịt mỡ này của ngươi sao cứng vậy nhìn quảng đại ngu lại một lần nữa bị đánh đến mức keo to quái quái mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc nữa duy chỉ có da các huynh thấy kinh ngạc không thôi nắm đấm kia ầm ầm rung động từng quyền nện xuống thịt không phải nói đùa tư mã hoài cùng công trọng bằng thiên nghe thấy tiếng nắm đấm đánh đập truyền đến tiếng keo thảm thiết trong lòng hai người rụt rè đây là nhân loại sao đây là ma quỷ mà cả ngày kêu chúng ta là ma tộc tiểu tử này mới là ma tộc so với hắn, ma tộc chúng ta mới là người tốt thường khiết hiền lành. Đánh quảng đại ngưu một trận, trong lòng lữ thiếu khanh cũng dễ chịu. Đứng lên, vỗ vỗ tay, cười hắc hắc, dễ chịu, nhìn thấy quảng đại ngưu u quán nhìn mình chầm chầm, lữ thiếu khanh rất vui vẻ, mà bà, chắc ngươi đau lắm đúng không? Ta đã nương tay rồi đấy. Khốn kiếp. Quảng đại ngưu rốt cuộc không tìm được nữa, nước mắt suýt chảy ra. Ngươi chính là một tên đại khốn kiếp, sao trời cao không đánh chết ngươi đi, không tử tế. Ngay cả thiên đạo cũng không tử tế. Đã đánh thì phải đánh đến tận gốc, đánh chết tên khốn kiếp này. Đánh không chết, ta còn phải chịu tội, ta tìm ai giải oan đây, lữ thiếu khanh nhìn hắn ta chầm chầm giống như vẫn còn hơi chưa thỏa mãn. Không phải vì ngươi, ta có bị sét đánh không, ta đã trốn thật xa, không làm quần chúng ăn dưa bở rồi. Lúc đầu còn yên lành, Chắc chắn là vì cái miệng quả đen của ngươi mới khiến cho ta bị sét đánh." Quản Đại Ngưu tức giận đến mức sắp nghiến nát cả răng. Nhưng mà hắn ta ngoài tức giận cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Đánh không lại, có thể làm gì nữa? Cáo trạng, đừng làm, tìm ai cáo trạng đây? Tìm Thiều Thừa Tiền Bối, Thiều Thừa Tiền Bối cũng không quản được tên khốn kiếp này. "Ô, lão cha, người ở đâu? Con của người bị người ta khi dễ." ngay vào lúc quản đại ngưu còn muốn khóc vài tiếng để phát tiết một chút ấm ức trong lòng thì bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh vang lên tiểu tử béo ngươi ở đâu sao ngươi lại chạy tới nơi này rồi chẳng lẽ còn có tin tức gì có thể đào bới sao âm thanh truyền đến đám người ngạc nhiên tiêu y hiếu kỳ hỏi ai vậy quản đại ngưu sắc mặt có chút cổ quái cuối cùng phun ra hai chữ cha ta cha ngươi sắc mặt lửa thiếu khanh cũng trở nên cổ quái tâm thần thể động trận pháp bên ngoài tản ra tiếp theo là một nam nhân thân hình còn lớn hơn quản đại ngưu nửa vòng như một viên thịt tròn vo từ bên ngoài xông tới mắt nhỏ mặt béo ị không cần làm giám định người thân cũng có thể xác định là phụ thân quản điểu của quản đại ngư quản điểu vừa tiến đến mắt nhỏ mở thật lớn tựa như radar quét mắt qua hết thảy nơi này đồng thời trong tay còn cầm mấy viên lưu ảnh thạch hận không thể chụp tất cả ảnh ở nơi này lúc này lữ thiếu khanh nở nụ cười bước lên đón tiếp vô cùng khách khí ra mắt điệu thúc thúc con mắt quản điệu rất nhỏ lại tản mát ra ta mắt dảo hoạt đối mặt với sự khách khí của lữ thiếu khanh nhãn châu của hắn ta xoay động hiển thị rõ dảo hoạt ha ha hóa ra là lữ công tử nghe danh không bằng gặp mặt kính đã lâu kính đã lâu ta đã sớm nghe tiểu tử béo nhà ta nhắc đến ngươi quả thật là dừng lại một chút sắp xếp lại từ ngữ chuyên nghiệp rồi mới tiếp tục nói ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự tuấn lãng tiêu sái là tuấn tài hiếm thấy trong nhân gian là thiên tài tuyệt đỉnh của giới tu luyện lữ thiếu khanh cười đến càng thêm vui vẻ điệu thúc thúc ngươi quá khen những điều này trong lòng mọi người biết là được rồi không cần phải nói ra ta sẽ ngại đấy thực sự muốn nói về sau tự mình nói với ta là được rồi phục quản điểu cảm thấy có một mụn phản khí xộc đến khiến mình hơi khó chịu mụn khí này trực tiếp chặn ở cổ họng mình lời còn lại cũng không thể nói ra tiếp được trong lòng biết rõ ta đây là thuận miệng bị chuyện ngươi nghe không hiểu sao tiểu tử béo nhà ta nhắc đến ngươi không hề có một câu tốt đẹp nào còn nữa nhìn gương mặt này của ngươi dáng vẻ ngươi có chút nào giống ngại ngùng không mũi đã sắp mọc dài thêm nửa xích đuôi cũng thiếu chút nữa là vĩnh lên trời nhìn ngươi thế nào cũng giống như vô cùng hưởng thụ còn nói riêng với ngươi nữa ta cũng chưa hèn hạ đến như vậy quản điểu mỉm cười nói sang chuyện khác thế nào các ngươi đều tụ ở chỗ này có phải là đang thương lượng chuyện gì không thân là thiên cơ giả, đặc biệt là thiên cơ giả cao cấp nhất, quản điểu luôn duy trì tính mẫn cảm cao độ, không bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Quản đại ngu nước mắt rưng rưng, lão cha, mắt người bị mù rồi à, không thấy nhi tử người toàn thân sưng phù, con bị người ta khi dễ đấy. Lữ thiếu khanh cười ha ha một tiếng, không có, ta là đang đánh con của ngươi. Thẳng thắn như vậy, mặt mấy người tiêu y, giảng bắt đều lập tức sạm lại khi dễ nhi tử người khác còn chạy tới trước mặt phụ thân hắn ta lý trực khí tràng nói ta khi dễ con của ngươi. Trong mắt người bình thường là trắng trợn khiêu khích. Sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn hơn, máu chảy thành sông cũng có khả năng. Quảng điểu cũng trực tiếp cạn lời. Ta đã nhìn thấy rồi nhưng ta cũng không hỏi, ngươi lại trực tiếp thừa nhận vậy sao, tiểu tử ngươi đúng như lời tiểu tử béo nhà ta nói, tính cách rất ác liệt. Trong lòng quảng điểu hơi tức giận. Khiêu khích sao, Tuy nhiên hắn ta mỉm cười, giống như không để ý, mà hỏi, "Nó đã làm chuyện gì xấu sao?" là miệng tùy tiện nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, thành thật nói, "May là gặp ta, nếu gặp người khác thì đã xé miệng hắn ra rồi." Làm chó thiên cơ thì phải viết bài đúng sự thật, không thể thuận miệng bị chuyện, không thể nói hưu nói vượng, càng thêm không thể tung tin đồn nhảm sinh sự. Tung tin đồn nhảm sinh sự, nói hưu nói vượng, dễ sinh ra nhi tử không có lỗ đít lắm đúng không điệu thúc thúc ngươi nói ta nói đúng không lần này tiêu y cùng giảng bắt đều lộ ra vẻ giật mình lời này nhìn như là nói quản đại ngưu trên thực tế là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ám chỉ quản điểu trước đó quản điểu từng viết tin tức liên quan đến lữ thiếu khanh đào hết nội tình lữ thiếu khanh ra lữ thiếu khanh còn nhớ rất kỹ nụ cười của quản điểu biến mất tiểu tử này mắng chửi người thật khó nghe chẳng lẽ hắn cũng là một thiên cơ giả người khác không biết quản điểu thản nhiên nói ta thân là thiên cơ giả mỗi một tin tức ta đưa ra đều là những bài viết chân thực tuyệt đối không hề có bất kỳ gian dối nào ta cũng thường xuyên dạy bảo tiểu tử béo trong lúc viết báo tuyệt đối không được tồn tại cảm xúc cá nhân lữ thiếu khanh rất tán thành liên tục gật đầu không sai đây là phẩm hạnh cơ bản của một chó thiên cơ ta tin điệu thúc ngươi tuyệt đối sẽ không phạm phải cho nên ta không phải là bởi vì cái này mà đánh hắn vải quản đại ngưu trực tiếp nhảy dựng lên, gào thét nói, nói hưu nói vượng. Ngươi đánh ta còn không phải bởi vì tin tức trước đó ta đưa sao, ở chỗ ta còn có nhân chứng đây này. Quản đại ngưu nói với quản điểu, lão cha, đừng tin hắn. Cái tên khốn kiếp này là vì bài viết trước kia người viết về hắn nên hắn ghi hận trong lòng, người cẩn thận một chút. Quản điểu cảm thấy mình đã hiểu ra, nhi tử của mình đang thay mình chịu tội sao, hừ, tính cách thật ác liệt. Nếu nhi tử đã phải chịu tội thay cha, làm phụ thân đương nhiên phải đòi công bằng lại cho nhi tử. Nhãn châu của quản điểu xoay động như một con hồ ly giảo hoạt, trong lòng có chủ ý, hắn ta hào phóng thừa nhận, không sai, trước đó tiểu tử béo có nói với ta tin tức về ngươi, cũng thật sự bảo ta chớ nói ra ngoài. Nhưng, ta cảm thấy những tin tình báo này mọi người chỉ cần tìm hiểu một chút là đều có thể tìm hiểu được, bài viết của ta có gây ra vấn đề gì không? Vấn đề lớn, làm cho quần lót của ta cũng phải đổi màu đây này ngươi nói có lớn hay không lữ thiếu khanh lắc đầu đây là chuyện riêng của ta điểu ngươi làm như vậy là không đúng dù sao ta đã đưa tin ra rồi quản điểu đột nhiên lộ ra dáng vẻ vô lại ngươi có thể làm gì được chứ đánh ta như đánh nhi tử của ta sao theo bối phận ta được coi là trưởng bối của ngươi đến lúc đó truyền ra ngoài chỉ sợ quản điểu nghiến hai chữ trưởng bối rất nặng nề mọi người hiểu ra ý tứ của quản điểu một phản bối như ngươi dám động thủ đánh trưởng bối chính là đại nghịch bất đạo đến lúc đó quản điểu viết một bài đưa tin lữ thiếu khanh trở thành chuột chạy qua đường cũng khó nói đây chính là uy hiếp của quản điểu dĩ nhiên lữ thiếu khanh có thể nghe ra cười hắc hắc tiền bối ngươi nói quá lời ta nào dám động thủ với trưởng bối muốn động thủ dĩ nhiên cũng là động thủ với tên mập chết bầm thôi sau khi nói xong lữ thiếu khanh đột nhiên đánh ra sau lưng bà nội nó một tiền bối lớn như vậy mà cũng muốn chơi xấu sao, có biết làm tiền bối không vậy, cho ta một lời xin lỗi, cho ta 10 vạn 8 vạn viên linh thạch ta cũng sẽ không so đo với ngươi. Không ngờ, ngươi đáng ghét giống như tử của ngươi vậy. Còn dám y hiếp ta, quảng đại ngư hoảng hốt, hắn ta bên này còn chưa thoa thuốc đâu. Hắn ta trốn không thoát, lại một lần nữa bị lữ thiếu khanh đè xuống đất đánh đập ngay trước mặt phụ thân hắn ta. A à đau. Lão cha, cứu con quản đại ngưu đau rồi lần này nước mắt đã chảy ra rồi quản điểu giận dữ hảo tiểu tử ta mới uy hiếp ngươi một chút ngươi liền trực tiếp động thủ tiểu tử dừng tay quản điểu muốn lên trước ngăn cản nhưng khí tràn bên người lữ thiếu khanh khiến hắn ta không thể đột phá vào được cảm nhận được thực lực của lữ thiếu khanh quản điểu ngây dài chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình lại một lần nữa bị thu thập sau khi đánh quản đại ngưu xong lữ thiếu khanh vỗ vỗ tay tiền bối Ta chỉ đùa với hắn một chút mà thôi, đừng nóng giận. Quản điệu tức giận rồi. Trong đôi mắt nhỏ đã không còn giảo hoạt, chỉ có phẫn nộ. Con của mình bị người khác đánh, hắn ta làm phụ thân không thể nhịn được. Chỉ đùa một chút, nhi tử của ta bị ngươi đánh cho mập thêm mấy cân, thế này gọi là đùa sao, sao ngươi không để ta đùa với ngươi, quản điệu muốn thu thập lữ thiếu khanh trúc giận cho quản đại ngư. Nhưng khí tức ban nảy lữ thiếu khanh lộ ra khiến lòng hắn ta run rẩy. Mặc dù hắn ta là trưởng bối nhưng tư chất không được tốt lắm, hiện tại chẳng qua cũng chỉ mới cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh cho hắn ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đấu cứng chắc chắn đánh không lại. Sư phụ ngươi đâu? Hắn ở đâu? Quản điệu lớn tiếng quát lên. Ta đánh không lại ngươi, ta đi tìm trưởng bối ngươi. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, "Đừng, đừng, điệu thúc thúc, có chuyện gì bình tĩnh nói." Dáng vẻ căng thẳng sợ hãi sau khi gia các hung thấy lại nghiến răng muốn cắn lữ thiếu khanh thời gian nàng ta ở đây không dài nhưng vô cùng hiểu rõ lữ thiếu khanh căn bản không sợ thiều thừa thiều thừa cũng cưng chiều lữ thiếu khanh đủ kiểu cho dù đến đây để tìm vợ nhưng lữ thiếu khanh không vội thiều thừa cũng nhẫn nại chờ đợi tuyệt đối không thúc giục dáng vẻ trước mặt quản điểu đơn thuần là đang giả vờ quản điểu cười lạnh một tiếng hừ ngươi sợ ngươi dự định giải quyết như thế nào ở ngay trước mặt ta đánh nhi tử ta, ngươi làm phản rồi. Hay là, lữ thiếu khanh xoay chuyển đôi mắt, ta lại đánh cho hắn một trận, nếu không phải con người ta lịch sự, ta đã sớm đánh luôn cả trưởng bối ngươi rồi. Lột lai lịch của ta, đánh con của ngươi là còn nhẹ đấy. quản điệu tức chết, tiến thêm một bước hiểu về tính cách ác liệt của lữ thiếu khanh. Sư phụ ngươi đâu? quản điệu gầm thép, bảo hắn ra đây. Thiều thừa rất mau chóng xuất hiện, nhìn thoáng qua nơi này, có mấy phần nghi ngờ nhìn qua quảng điểu. Vị đạo hữu này, có gì chỉ giáo, sau đó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, con và tên mập đùa giỡn, điệu thúc thúc không vui, muốn giáo huấn ta. Lông mày thiều thừa giật giật, sau đó nói, điểu đạo hữu, giữa các hậu bối đùa giỡn một chút là rất bình thường. Quảng điểu tức chết, ngươi gọi đây là đùa giỡn, nhi tử của ta sưng lên mấy cân rồi ngươi không thấy sao, ngươi cứ cưng chiều đồ đệ của ngươi như vậy sao, không thấy tính cách của hắn đã tồi tệ đến nước này rồi, trong lòng hắn ta tức giận, trầm giọng nói, thiều đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng. Rõ ràng hắn đang khi dễ tiểu tử béo nhà ta, việc này không thể cứ tính như thế. Thiều thừa nhìn thoáng qua quảng đại ngưu, thực sự là hơi thảm. Nhưng mà ai bảo tiểu tử này đắc tội đồ đệ của mình chứ, thiều thừa mỉm cười, không biết điểu đạo hữu định như thế nào, việc này quản điểu nhìn lướt qua đám người trong đôi mắt nho nhỏ lại toát ra ánh mắt giảo hoạt việc này ta và ngươi cần thảo luận cẩn thận một chút lữ thiếu khanh cười hắc hắc nói sư phụ không bằng ngươi xuống bếp nấu nướng làm mấy món ngon bồi tội với điệu thúc thúc có được không quản đại ngu sốt ruột lúc này bất chấp đau đớn của bản thân nhảy dựng lên muốn la hét nhưng hành động của hắn ta đã bị tiêu y thông minh lập tức cản lại đại ngu ca ca nào ta dẫn ngươi đi chữa thương đi tiểu hắc thì cử trên cổ quản đại ngưu để quản đại ngưu có muốn nói cũng không nói ra miệng được quản đại ngưu chỉ có thể ném cho giảng bắt ánh mắt cầu cứu giảng bắt mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng chỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt của quản đại ngưu quản điểu không phát hiện ra được gì trong đầu hắn ta bây giờ chỉ có hai chữ tin tức tức giận có thật có giả nhưng phần lớn là muốn đào bới được nhiều tin tức hơn từ miệng thiều thừa tin tức lần này thiều thừa đến nhữ thành là muốn tìm vợ đã được truyền ra từ sớm nhưng tin tức chi tiết thì không ai biết giờ chính là cơ hội tốt vô cùng vừa nghĩ mình có thể có được cả một đống tin bát quái cơn giận trong lòng quản điểu với đi không ít cười rất vui vẻ vừa hay ta cũng muốn nếm thử tay nghề của thiều đạo hữu đồng thời còn cố ý nhìn lữ thiếu khanh một chút tiểu tử ngươi ta không am hiểu đấu võ đấu văn mới là thứ ta am hiểu chờ đi ta nhất định phải thuyết phục sư phụ ngươi thu thập ngươi thiều thừa không đành lòng thủ nghệ của mình tự mình biết mặc dù mình ăn không có vấn đề nhưng những người khác trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu được lữ thiếu khanh thấy thế hợp thời xen vào một câu sư phụ điệu thúc thúc là thiên cơ giả không chừng có thể biết được tin tức sư nương từ miệng hắn thiều thừa nghe xong liền nói ngay nếu vậy điểu đạo hữu mời tới bên này đợi sau khi thiều thừa mang theo quản điểu rời đi, quản đại ngưu cũng được thả ra. Má, khốn kiếp. Quản đại ngưu vọt tới trước mặt lữ thiếu khanh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hại chết cha ta sao? Tên mập chết bầm, đừng có nói bậy nói bạ. Lữ thiếu khanh ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm quản đại ngưu. Ta tôn kính trưởng bối nhất. Sư phụ ta trù nghệ thiên hạ đệ nhất. Người bình thường còn chưa có tư cách ăn mỹ vị sư phụ ta làm đâu. Tiểu tử hèn hạ. Quảng đại ngưu tức giận. Hai cha con mình sao lại treo phải tên khốn kiếp này chứ, tất thảy nguyên nhân gây ra, đều vì nàng ta. Quảng đại ngưu nhìn qua tuyên vân tâm, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyên vân tâm mỉm cười, nói với tiêu y, ta đi bế quan. Đột phá vào luyện hư kỳ, cần một chút thời gian củng cố. Sắc mặt lữ thiếu khanh càng thêm bất thiện, ngươi còn muốn ăn nắm đấm sao, quảng đại Ngưu tức chết, ngươi còn muốn đánh ta, kẻ thù cũng không ác như vậy đâu vừa rồi lần đầu tiên đánh ngươi là bởi vì miệng quả đen của ngươi lần thứ hai là vì trước đó cha ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự lần thứ ba hừ chuyện ngươi vu khống ta lần đầu tiên giờ ta vẫn còn nhớ đấy giảng bắt cũng kinh ngạc trước sự hẹp hòi của lữ thiếu khanh đại ca ngươi nhìn qua ánh mắt của lữ thiếu khanh giảng bắt đổi giọng ngươi thật hào phóng quản đại ngưu tức chết hung hăng khinh bỉ giảng bắt phản đồ giảng bắt cười ha ha Ai bảo ngươi treo chọc đại ca, không treo chọc đại ca chúng ta vẫn là bằng hữu tốt. Dù sao ta cũng không muốn bị đại ca thu thập. Qua nửa ngày trời, nơi xa nhanh chóng truyền đến tiếng nôn khang của quảng điểu. Quẹ, đây, đây là cái gì, trong thức ăn có phân. Nơi xa truyền đến giọng của quảng điểu thiếu khanh cười đến rất vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi xem thử điệu thúc thúc đã ăn bao nhiêu. Ha ha. da các huân nhíu mày, Nàng ta không ngờ tới, tuy nhiên lại không kìm được nhớ đến dáng vẻ chật vật của những người khác mà mình từng thấy. Tuy nhiên so với dáng vẻ chật vật của người khác, nàng ta càng ghét dáng vẻ đắc ý của Lữ Thiếu Khanh hơn. Nàng ta khó chịu nói, đúng là một tiểu tử tính cách ác liệt. Tiêu Y nghe vậy, lắc đầu, liếc nhìn. Nhìn thấy khó chịu trên mặt gia Các Huân, nàng cảm thấy cần phải thay đổi một chút suy nghĩ của gia Các Huân đối với Lữ Thiếu Khanh. Ai cũng không thể để gia các tỷ tỷ hiểu lầm nhị sư huynh được. Nếu không sau này làm sao qua cửa đây, ôm thành kiến qua cửa cũng sẽ huy náo gà chó không yên. Tiêu y lắc đầu, gia các tỷ tỷ, người có chỗ không biết. Nhị sư huynh làm như vậy, chắc chắn có lý do của huynh ấy. Tiểu hát nằm bò trên đầu tiêu y cũng cua quả đấm nhỏ nói, không sai, ba ba là tuyệt nhất. Gia các huynh quay đầu nhìn qua tiêu y cùng tiểu hát. Một lớn một nhỏ. Ánh mắt hai người đều để lộ ra một cổ thanh tịnh. Nhưng mà Gia Các Hung lại cảm thấy mình nhìn thấy sự ngu xuẩn trong mắt hai người. Hai người này không cứu nổi. Trong lòng Gia Các Hung kết luận về Tiêu Y và Tiểu Hắc. Đối với tên tiểu tử khốn kiếp kia đã mù quáng tín nhiệm. Tên kia nói phân thơm, hai người này cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ sao? Gia Các Hung lắc đầu, cười lạnh, ngây thơ, cẩn thận bị hắn bán. Tiêu Y không vui, Gia Các tỷ tỷ lời này của ngươi không đúng rồi cho dù có bán cũng là bán ngươi ta là sư muội của nhị sư huynh đấy sao lại bị bán chứ ai quả nhiên nhân loại thật là ngu xuẩn tình cảm nhàm chán không có chút ý nghĩa nào gia cát huân khinh thường cười nhạt một cái không nói thêm gì nữa lữ thiếu khanh mang theo quản đại ngưu bọn hắn thản nhiên xuất hiện quả nhiên quản điểu quỳ trên mặt đất nôn khang hai tay rung lên sức lực toàn thân như bị rút sạch. Thiều thừa ở bên cạnh, rất là phiền muộn, rốt cuộc là ở chỗ nào xảy ra vấn đề vậy, điệu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lữ thiếu khanh cười tủm tỉm hỏi. Cơ thể tròn trịa của quản điểu run rẩy Quá kinh khủng. Đây là đồ vật người có thể ăn sao, bị lừa rồi, quản điểu nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh, tiểu tử khốn kiếp này, không tử tế. Thậm chí, hắn ta cũng căm tức nhìn nhi tử của mình, tiểu tử béo, ngươi muốn hại chết cha ngươi sao nhắc nhở một chút thì chết sao quản đại ngu oan uổng ủy khuất ta thật ra rất muốn mở miệng lão cha người cũng thế bản thân không biết cảnh giác một chút sao còn nói là thiên cơ giả phải duy trì sự cảnh giác sao tới đây chẳng thấy người cảnh giác gì quản điệu tức giận đến mức muốn đánh nhi tử của mình một trận còn dám mạnh miệng lữ thiếu khanh cười tủm tỉm làm người tốt đỡ quản điệu dậy quản điệu cũng mặc kệ trực tiếp kéo cánh tay lữ thiếu khanh chật vật đứng lên ăn một mụn thức ăn vào miệng còn lợi hại hơn độc dược cấp 10. Quảng điểu cảm thấy cả người mình đều suy nhược. So với ứng phó nương của quảng đại ngưu còn tốn sức hơn. Lữ thiếu khanh đỡ quảng đại ngưu ngồi bên cạnh bàn, chỉ vào đồ ăn trên bàn. Ăn ngon không? Muốn ăn thêm chút nữa không? Lữ thiếu khanh nhiệt tình gấp thức ăn cho quảng điểu. Mùi thơm xông vào mũi, Quản điểu sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch. Lại có kích động muốn ói. Tiểu tử ngươi, hèn hà, các ngươi đều hèn hạ, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng trách lại có loại đồ để đáng ghét thế này, sư phụ cũng là đồ xấu xa. Mấy tên tiểu tử ở tề châu kia đều phải trừ lương. Truyền về tình báo cứt chó gì vậy? Cái gì mà là người đôn hậu trung thực, hiền lành nhất lăng tiêu phái? Ta nhổ vào, dưới bề ngoài đôn hậu trung thực là một lão đầu vô sĩ giảo hoạt hèn hạ. Lữ thiếu khanh bất mãn nói, điệu thúc thúc, ngươi sao có thể mắng chửi người như vậy, sư phụ ta hảo tâm xuống bếp, ngươi không lĩnh tình cũng được, thế mà còn mắng chửi người. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải ăn xong một bàn đồ ăn này, nếu không ta nhất định phải vì sư phụ ta đòi một công đạo. Ăn hết bàn đồ ăn này, sắc mặt quản điểu lại một lần nữa trắng bệch. Còn không bằng bảo hắn ta đi ngăn chặn cái khe hở màu đen trên trời kia đi. Ngươi, tiểu tử, muốn làm gì, quản điểu nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh. Lữ thiếu khanh ngồi xuống, đối diện với quản điểu, cười hiếp mắt hỏi điệu thúc thúc ta muốn hỏi ngươi biết tung tích sư nương ta không a à, quản điểu kinh ngạc một chút nhìn lửa thiếu khanh từ trên xuống dưới cuối cùng thở phì phò nói không biết chưa hết cảm thấy chưa đủ hả giận nói bổ sung cho dù có biết cũng không nói cho ngươi dám treo cực trưởng bối ta như vậy ta sẽ tùy tiện tha thứ cho ngươi thế sao thiều thừa nói với quản điểu điểu đạo hữu mong rằng ngươi có thể nói cho chúng ta biết bữa ăn này của ngươi không hề có chút thành ý ta cho ngươi biết mới là lạ. Lữ thiếu khanh chỉ vào gia các huân, điệu thúc thúc, ngươi biết nàng là ai chăng, người của gia tộc ẩn thế ma tộc. quản điểu hừ một tiếng, hơi có mấy phần ngạo nghễ chút chuyện nhỏ này, không giấu được ta. Tình báo thiên cơ các cũng không phải nói đùa, thân phận của gia các huân đã sớm được bọn hắn điều tra rõ ràng. quản đại ngu cả ngày chạy tới nơi này, sao có thể còn không biết rõ chứ, nụ cười lữ thiếu khanh không thay đổi hỏi một câu, vậy thì, những tình báo về thánh địa gia tộc ẩn thế của ma tộc ngươi biết không quản điểu câm nín cho dù là thiên cơ các cũng không thể biết được nhiều tình báo liên quan đến ma tộc lữ thiếu khanh lại nói tiếp ta cùng sư muội ta từng đến ma giới từng nhảy nhót trên thánh sơn của thánh địa quen không ít người của ma tộc biết chút tình báo của ma tộc ngươi muốn biết không quản đại ngu nghe vậy thở phì phò nói đáng ghét những tin tình báo này không nói cho ta không tử tế Lữ Thiếu Khanh mang theo dụ hoặc, quản điểu nghe vậy, đôi mắt nhỏ lập tức lóe lên tia sáng xanh như sói đói nhìn thấy thịt. Ngươi nói cho chúng ta biết chuyện chúng ta muốn, ta cũng có thể nói cho ngươi biết thứ ngươi muốn. Như thế nào, quản điểu rõ ràng tâm động rồi. Không một thiên cơ giả nào có thể cự tuyệt được. Tình báo của ma tộc, ai mà không thèm chứ, nhưng, quản điểu cũng lo lắng sẽ có cạm bẫy gì. Nếu ngươi muốn trao đổi tình báo với ta, vì sao còn muốn đánh tiểu tử béo nhà ta và treo cợt ta lữ thiếu khanh chống cằm lơ đãng nói không thu thập ngươi một trận ngươi vẫn ở đây giả làm người lớn với ta quản điểu sững sờ nhìn dáng vẻ hờ hững của lữ thiếu khanh giật mình ánh mắt nhìn lữ thiếu khanh cũng thay đổi tiểu tử này khá thú vị gia các huân đứng bên cạnh cũng nhíu mày tiểu tử này trước tiên hạ mã uy với người ta rồi mới có thể đi thẳng vào chủ đề sau quản đại ngu muốn khóc, hóa ra ta là khổ sở bị đánh ủng phía sau, lữ thiếu khanh phủ nhận, nghiêm túc nói với hắn ta, không có, ta thật tâm muốn đánh ngươi. Quản điểu hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng coi như ta đã chết. Người làm phụ thân ta còn ở đây, ngươi dám khi dễ nhi tử ta trước mặt ta, đâu có, dù sao ta muốn đánh hắn, ngươi cũng không cách nào ngăn cản đúng không? Lữ thiếu khanh cười tủng tỉm hỏi. Nụ cười vui vẻ, lại làm cho quản điểu buồn bực. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn ta thật sự không làm gì được. Điệu thúc thúc, chúng ta chẳng qua chỉ là đùa dẫn giữa bằng hữu, người lớn như ngươi xen vào làm gì, đúng không? Nếu đại ngu hắn có thể ấn ta xuống đánh, sư phụ ngay cả cái rắm cũng không đơ tờ tài nghệ không bằng người, tuyệt đối sẽ không vô sĩ đi tìm phụ huynh. Quảng điểu cùng quảng đại ngư đồng thời liếc mắt. Thế nào? Đồng ý không? Quảng điểu gật đầu. Được, một lời đã định. Vậy thì được, ta hỏi trước, nói ra tin tức ngươi biết về sư nương ta. Quản điểu trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, không biết. Không biết. Thiều thừa sốt ruột, không phải tình báo của thiên cơ các lợi hại nhất sao, sao lại không biết chứ. Chẳng lẽ các nàng còn có thể đột nhiên biến mất, Quản điểu buồn bực nói, chúng ta không thể thời thời khắc khắc phái người nhìn chầm chầm an thiên nhạn cùng hạ ngữ các nàng. Lúc các nàng rời khỏi nhữ thành chúng ta cũng không rõ, chỉ thỉnh thoảng nghe nói ma tộc phái người vây giết các nàng. Về sau người của chúng ta cũng chỉ biết An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ các nàng xuất hiện ở đốn thành, về phần cái khác, ma tộc phong tỏa rất chặt, người của chúng ta không thể tìm hiểu được bất kỳ tình báo gì. Có lẽ chỉ có ma tộc bọn hắn mới biết được tung tích của các nàng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Trong lòng hắn đã sớm có suy đoán như vậy có khả năng rất lớn là An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ đã rơi vào tay ma tộc. Thiều Thừa bên này lại lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Thiếu Khanh, cái này." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu với Thiều Thừa, "Không cần lo lắng, các nàng không nguy hiểm." Thiều Thừa trong lòng an tâm một chút, ông cắn răng, "Ma tộc đáng chết, bọn hắn muốn làm gì?" Điểm này cũng là điểm Lữ Thiếu Khanh chú ý, nếu như không phải để ý cái này, hắn đã sớm tới cửa đi tìm một vĩnh hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà Hắn sợ một Vĩnh giữ an thiên nhạn, hạ ngữ trong tay muốn làm chuyện gì xấu, đặc biệt là chuyện xấu nhắm vào hắn. Tùy tiện tới cửa, ngược lại dễ dàng bước vào bẫy của một Vĩnh. Một bước vô ý, cả bàn đều thua. Một Vĩnh là người thông minh nhất hắn từng gặp, tuổi tác không lớn nhưng lại giống một lão yêu quái sống mấy ngàn năm. Ma tộc xâm lấn, dưới sự chỉ huy của hắn ta, người Trung Châu nơi này bị đánh thành chó, đến mức muốn giảng hòa. Lữ Thiếu Khanh không biết bước kế tiếp một vĩnh muốn làm gì. Nhưng hắn biết, không vội, không chủ động đi tìm một vĩnh, không cho một vĩnh chiếm bất kỳ quyền chủ động gì đối với hắn chỉ có lợi không có hại. Nắm mấy người gia các hung trong tay, dù một vĩnh có âm mưu gì, chí ít cũng không đến nổi trong tay không có thể đánh bạc. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, nói với Thiều Thừa, Sư phụ, lo luyện thủ nghệ của mình đi, chuyện của sư nương, người đừng quan tâm. Thiều Thừa gật đầu, đối với đồ đệ dĩ nhiên là ông tin tưởng. Con cẩn thận một chút. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, yên tâm đi, con đoán chủ yếu hắn muốn nhắm vào con, sư nương các nàng chẳng qua chỉ là thẻ đánh bạc. Quảng điểu vui vẻ, tiểu tử ngươi đúng như tiểu tử béo nhà ta nói, vô cùng tự luyến. Quảng đại ngu liếc mắt, lẽ nào lại như vậy, lão cha bán nhi tử. Đây không phải tự luyến, đây là sự thật, tên khốn kiếp một vĩnh kia tương xung với ta, sớm muộn ta cũng phải giết hắn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha